trời nhắm. Oh.
cát đá um lum. Bắt đầu giờ vỗ lại, cửa vỗ lại rồi chúng ta cưa tiếp. Hả? Tết cây luôn. Chẻ hai rồi đúng rồi. Nó bởi nó không đi á. Ừ. Được. An toàn. Trời ơi, này cát hàng chi nó mau lục. Kéo cát lên này xem nó tha cát dạ. Lên nè, đây nè. Bồng than. Quá trời. Cát có đất sình. Đây hai tuột á, hai tuột nó chia trẻ hai đây nè. Mắt xé luôn kìa. Ừ. Xé lên nè. Bởi vì hồi nãy đứng bên kia là nguy hiểm phải không? Biết, xé là do chỗ này nè. Do chỗ này nó xé là tại nó hai tuột đó. Quá trời kiếm. Kiếm vàng. Kiếm này nhọt hay đâu? Kiếm gì kiếm này nhọt hả? Hết chứ con già đó. Cây này nó mẻ này bỏ lư nữa. Gom chú nó tức mà chảy cái gì đó? Cái cam. Nó xé tại vì hai tuột nè. À nó khác, nó này tuột khác. Nãy cưa dưới đây là nó không xé nè. Ừ, cưa dưới này là nãy còn cưa không thấy cái đinh này hả? Thấy bên này thấy nè.
chân luôn. Đây nó tán nó dằn. Ừ, mình chưa ở là sẽ đúng chốn sau lưng á, tán mà cái mũi nó bị vào này. Mày quá tao cá hèn chứ nãy vô đưa vô cái lục cây liền á. Cát không rồi coi cái này con mối nó hao lên nè. Đây là tại đất cát nè. Giữa giữa. Đầu của hàng chỉ cưa không ăn cái mũi té.
đứt rồi. Bằng cho người ta làm đường 29 đường Nguyễn Huệ. Dạ, ta thu hồi đất của chùa để người ta làm đường. Đây là một loại cộng đồng dù mình phải giao mặt bằng cho người ta. Sư có biết cây bạch đàn này khoảng bao nhiêu năm không? Cây bạch đàn này là lớn con tuổi. Dạ, 30 năm cây bạch đàn lớn con tuổi. Cây bạch đàn mới vừa xưa chứ nè. Là lớn hơn quan tuổi. 30 năm.